Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hãng phim Sao Nam Việt sản xuất bộ phim truyện truyền hình lịch sử Hoa Đào trong Bão Tố kể về cuộc đời và sự nghiệp của nhà cách mạng Tô Hiệu. Hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ hỗ trợ nông dân sản xuất tiêu thụ vải lai chín sớm. Tỷ lệ nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 99%. Cần tăng cường quản lý các mặt hàng thiết bị làm mát trong mùa hè. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hãng phim Sao Nam Việt phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức dâng hương khai máy ghi hình sản xuất bộ phim truyện truyền hình lịch sử Hoa Đào trong Bão Tố kể về cuộc đời và sự nghiệp nhà cách mạng Tô Hiệu. Đến dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Bộ phim Hoa Đào trong Bão Tố được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 75 năm ngày mất của nhà cách mạng Tô Hiệu. Chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng, ông là lớp cán bộ tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Chiến sĩ Cộng sản kiên trung, trọn đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc. Dự kiến bộ phim gồm 28 tập, trong đó bối cảnh quay tại Hưng Yên và quê hương của ông ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang là 10 tập. Ekip thực hiện được đầu tư công phu, cảnh quay chân thực với dàn diễn viên chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ mang đến người xem những thước phim chân thực nhất, giúp người dân có dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và những cống hiến to lớn của nhà cách mạng Tô Hiệu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bộ phim sẽ được hoàn thành và phát sóng vào cuối năm 2020. Đảng bộ Viễn thông Hưng Yên vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025. 152 đảng viên đến từ 9 chi bộ trực thuộc đã tham dự đại hội. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song nét nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019 của Đảng bộ Viễn thông Hưng Yên là doanh thu tăng trưởng bình quân gần 5% năm, chênh lệch thu chi hơn 86%, chủ động cân đối thu chi tài chính và đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi. Tiền lương bình quân đạt 238 triệu đồng một người trên năm, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, là đơn vị có sự phát triển vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể của Đảng bộ có nhiều đổi mới, hàng năm đều đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội đã thảo luận đề ra mục tiêu và giải pháp chiến lược cho nhiệm kỳ 2020-2025 là đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, cùng tập đoàn VNPT khẳng định vai trò chủ lực dẫn dắt trong chuyển đổi số tại Việt Nam. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Sau hơn 3 năm thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có sự chuyển biến trong nhận thức và phương pháp quản lý đất nông nghiệp của lãnh đạo cơ sở, cũng như việc khai thác sử dụng của các hộ dân. Bãi Sậy là một trong những xã trước đây có nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp của huyện Ân Thi. Có thời điểm trên địa bàn xã có gần 60 vi phạm, thậm chí cả nhà, xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp và hành lang thủy lợi. Nguyên nhân chính là do sự buông lỏng quản lý đất đai trong một thời gian dài của lãnh đạo xã, trưởng phó các thôn. Từ khi thực hiện kế hoạch 93A đến nay, lãnh đạo xã đã nghiêm túc kiểm điểm, ra soát các vi phạm cũ và tham mưu cho huyện để có lộ trình vận động người dân tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm trước khi có chỉ thị 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Riêng các hộ vi phạm mới như làm nhà, công trình phụ trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông đều được cán bộ chuyên môn của xã nhắc nhở và tổ chức giải tỏa. Từ năm 2018 đến nay đã có 6 hộ mới làm công trình vi phạm phải tự giải tỏa. Nếu mà ai mà để vi phạm thì đồng chí chỉ đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ủy ban xã. Thí dụ tháng 3 vừa rồi mà có trường hợp là xây dựng cơi nới trái phép trên đất nông nghiệp thì chúng tôi là mời đồng chí thường vụ phụ trách, rồi đảng ủy phụ trách triệu tập đến là chúng tôi kiểm điểm và giao nhiệm vụ cho đồng chí đó phải là tuyên truyền vận động gia đình tự tháo dỡ.
chính sự quyết liệt của xã đã tạo được sự đồng thuận của người dân. Đặc biệt, các hộ không có cớ hoặc điểm tì để cố tình chây ì kéo dài vi phạm. Nhất là những gia đình chuyển đổi trên đất nông nghiệp, giờ đây không dám làm nhà trông coi quá quy định như các vi phạm phổ biến trước đây. Gia đình như tôi có một mẫu bưởi, định làm tí ao để thả cá và cái nhà để trông coi vườn tược. Vừa rồi là tôi thấy là mọi người làm thì xã họ đã tháo dỡ hết rồi, thì là tôi không dám làm. Từ năm 2016 đến 2019, một số lãnh đạo ở các thôn và xã Toàn Thắng, huyện Kim Động đã bị kỷ luật, thậm chí bị khởi tố vì liên quan đến công tác quản lý đất đai ở địa phương. Đây cũng là bài học cho công tác quản lý đất đai ở cơ sở. Trong 4 tháng đầu năm, cán bộ địa chính và lãnh đạo các thôn ở Toàn Thắng đã phát hiện 5 trường hợp xây nhà ra hành lang công trình thủy lợi và đất nông nghiệp, trong đó có cả nhà kiên cố cao tầng. Cùng với lập biên bản, xã cũng vận động các hộ dân tự tháo dỡ vi phạm. Tuyên truyền vận động, nếu bà con tự tháo dỡ là tự tháo dỡ, còn không tháo dỡ là chúng tôi cũng cương quyết là cũng tháo dỡ luôn. Cuối năm 2019, huyện Kim Động luân chuyển 9 công chức địa chính của các xã thị trấn với nhau, coi đây như một trong các giải pháp để quản lý đất đai hiệu quả hơn. Sau hơn 3 năm thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến hết quý 1 năm nay, toàn tỉnh đã giải tỏa được 2.619 trên tổng số 8.437 vi phạm, đạt tỷ lệ 31%. Tuy số hộ giải tỏa chưa cao, song có thể thấy việc phát sinh các vi phạm mới, đặc biệt là trên đất nông nghiệp, đã hạn chế rất nhiều. Từ đó, tạo sự chuyển biến nhận thức trong quản lý sử dụng đất đai của chính quyền xã, thị trấn và người dân. Nhằm phát triển nông nghiệp hiệu quả, từ năm 2016 đến nay, huyện Kim Động đã huy động trên 145 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nội đồng trên 112 tỷ đồng, đầu tư thành lập mới hỗ trợ phát triển hoạt động của các hợp tác xã, đầu tư giống chăn nuôi và chăn nuôi an toàn sinh học gần 13 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp khoảng 6 tỷ đồng. Đầu tư giống lúa, giống cây trồng vụ đông, công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất gần 13 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng và in ấn quy trình trồng và chăm sóc một số cây trồng chính của huyện 1 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh áp dụng khoa học tiến bộ kỹ thuật cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học, tổ chức trên 500 lớp tập huấn trồng trọt chăn nuôi cho nông dân. Nhờ có nhiều biện pháp khuyến khích sản xuất nông nghiệp, nên nhiều xã như Đồng Thanh, Ngọc Thanh đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất Việt Gáp, góp phần tăng giá trị bình quân 1 hectare canh tác của huyện hiện đạt gần 200 triệu đồng. Xã Nông nghiệp Thắng Lợi, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ hiện có 10 thành viên nòng cốt và gần 560 thành viên liên kết trồng vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích 70 ha. Nhằm giúp các thành viên sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, hợp tác xã đã có nhiều biện pháp hỗ trợ về kỹ thuật trồng, quảng bá và tiêu thụ vải lai chín sớm. Đây là thời điểm các hộ thành viên và thành viên liên kết với hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi đang tập trung thu hoạch vải lai chín sớm. Năm nay vải được mùa nên bà con rất phấn khởi. Nếu vụ vải năm trước sản lượng chưa đạt 300 tấn quả thì năm nay hợp tác xã ước đạt 1.000 tấn. Hợp tác xã Thắng Lợi hỗ trợ về thuốc bảo vệ thực vật. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ hỗ trợ về phân bón, kỹ thuật về chăm sóc quả vải để làm cho quả vải ngon ngọt. Nhờ đó là cái giá bán của quả vải Việt Gáp thì lúc nào cũng cao hơn 2-3 giá so với ngoài thị trường. Bên cạnh việc định hướng cho các thành viên tập trung trồng chăm sóc cây vải lai chín sớm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi còn hỗ trợ tiêu thụ quảng bá sản phẩm cho các thành viên. Được biết, quả vải lai chín sớm của hợp tác xã đã có mặt tại các cửa hàng siêu thị lớn trong khu vực miền Bắc. Hiện nay, hợp tác xã đang đẩy mạnh kết nối với thị trường nước ngoài. Hợp tác xã tôi đã tăng cường cái quảng bá bằng hình ảnh và cái giới thiệu đối với các cái đơn vị thu mua, các đơn vị là về là ký hợp đồng và thu mua trực tiếp với bà con nông dân
Nhưng thời gian vừa rồi thì có một số đơn vị về là cái cũng khảo sát, có ký kết hợp đồng để tiêu thụ, như là xuất khẩu sang Trung Quốc, rồi thì xuất khẩu sang Campuchia, và sắp tới thì có doanh nghiệp khảo sát sang thị trường Nhật Bản. Với việc không ngừng nâng cao vai trò chức năng, Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi đã từng bước hỗ trợ các thành viên tháo gỡ khó khăn, tạo tâm lý yên tâm trong sản xuất. Bởi mục đích cuối cùng của Hợp tác xã là liên kết cùng nhau làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Cùng với nhãn lồng, thành phố Hưng Yên còn nổi tiếng với sản vật từ sen, không chỉ bán hoa sen, bát sen tươi, mà hạt sen còn được người dân chế biến xuất bán, mang lại hiệu quả kinh tế khá cho người dân. Hiện toàn thành phố có trên 200 hộ chế biến hạt sen, tập trung nhiều tại các xã, phường như Phương Triều, Hồng Nam, Hồng Châu. Với quy trình sơ chế, phân loại cẩn thận, không sử dụng hóa chất, hạt sen luôn có chất lượng tốt, thơm ngon, hạt trắng đẹp. Trung bình mỗi năm, thành phố Hưng Yên cung cấp khoảng 1.000 tấn hạt sen cho thị trường tiêu thụ trong nước và ngoài nước. Với giá bán trung bình dao động từ 100 đến 120.000 đồng kg, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho nhiều hộ chế biến như gia đình anh Cao Văn Tuyến ở xã Tân Hưng, gia đình chị Hà Thị Đào ở xã Phương Triều, Nguyễn Văn Đức, xã Hồng Nam. Những năm qua, chị Hoàng Thị Tiền ở khu phố Quang Vinh, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu không chỉ năng động sáng tạo trong lao động sản xuất mà còn tích cực tham gia các phong trào hội giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Năm 2018, sau khi được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp từ mô hình phụ nữ khởi nghiệp, chị Tiền đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã rau sạch Tiền Tài, chuyên sản xuất và cung cấp các loại thực phẩm sạch rau an toàn. Những ngày đầu thành lập, chị gặp nhiều khó khăn do sản phẩm có đầu ra không ổn định. Không nản chí, chị tiếp tục tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, tìm hiểu kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã đã đi vào ổn định với 3 nhà kính trồng dưa lưới và các loại rau sạch như cà chua, dưa leo, ớt ngọt. Doanh thu một năm trên 600 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị Tiền còn tích cực giúp đỡ về giống vốn cho các thành viên, tạo việc làm cho nhiều chị em nông nhàn tại địa phương với mức thu nhập khá. Được sự giúp đỡ của cô Tiền về giống vốn này, cô ấy có chút kỹ thuật nào là cô ấy bảo chị em là tự làm được hết. Từ khi thành lập hợp tác xã rau sạch đến bây giờ là nói chung là kinh tế nó cũng ổn định, chị em cũng phấn khởi. Ngoài ra, chị Tiền còn ủng hộ hội viên khó khăn hàng chục triệu đồng để xây sửa nhà, cho vay trên 100 triệu đồng không lấy lãi để chị em phát triển kinh tế, ủng hộ gạo thường xuyên cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Hoàng Thị Tiền rất là nhiệt tình tham giúp đỡ các chị em hội viên nâng cao sản xuất. Và nữa là chị cũng rất là nhiệt tình hưởng ứng các cái phong trào của hội do Hội Phụ Nữ phát động. Vượt lên những khó khăn để tích cực lao động sản xuất, đồng thời có nhiều chia sẻ giúp đỡ các chị em địa phương cùng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chị Hoàng Thị Tiền được tôn vinh là một trong những phụ nữ điển hình trong học tập và làm theo lời Bác của huyện Khoái Châu. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh đang tích cực đôn đốc hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Hiện nay, tỷ lệ nộp thuế điện tử đã đạt 99%. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đạt trên 99% số lượng doanh nghiệp hoạt động. Tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử và tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đều đạt 99%. Đồng thời, ngành thuế thực hiện tốt công tác hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, giám sát hoàn thuế tự động và quản lý chặt chẽ chi hoàn thuế. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, góp phần cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế. Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng đã thu ngân sách được trên 4.500 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch. Thời tiết nắng nóng khiến cho nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát của người dân tăng cao. Để đáp ứng yêu cầu, các cửa hàng siêu thị điện máy trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nguồn hàng rất phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh cơ sở kinh doanh uy tín, chất lượng, bán hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thì có không ít cơ sở bán hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc và có dấu hiệu trốn thuế. Trong khi đó, công tác quản lý mặt hàng này lại rất lỏng lẻo. Một trong những thiết bị làm mát được người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay phải kể đến là máy làm mát bằng hơi nước.
Trên thị trường, sản phẩm này được bày bán rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá cả dao động từ 2 triệu đến 8 triệu đồng một chiếc, tùy theo công suất, dung tích bình chứa nước, hãng sản xuất. Tuy nhiên, chính vì nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên một số cửa hàng kinh doanh đã bày bán sản phẩm máy làm mát trôi nổi, không hóa đơn chứng từ, không có bất kỳ sự kiểm định nào về chất lượng. Đơn cử như tại trung tâm điện máy Trần Tiểm ở xã Đoàn Đào và siêu thị điện máy Trần Bảy ở xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Các sản phẩm hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc, nhái nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng có thương hiệu và được bán với giá rẻ hơn so với mặt bằng chung nhằm thu hút người tiêu dùng. Thì cái này không có tem đâu. Sao không có? Cái hàng trôi nổi không có tem đâu. Cái nào trôi nổi là anh bảo trôi nổi. Cái này là hàng công ty. Hàng công ty thì có. Còn kia là hàng ấy. Hàng đấy hàng Trung Quốc. Quốc nó làm trắng ra đấy thôi. Còn ông dán cái gì, ông trang trí gì quyền không? Em đặt 10 cái thì có. Em đặt 1.000 trước có. Hàng này bao nhiêu tiền? Hàng này của nó 2 triệu 8 anh ạ. Thế là hàng tàu đâu? Kìa. Cái này bao nhiêu? Cái này của nó rẻ hơn cái kia 300. Sao rẻ hơn? Thì nó không phải là hàng hàng. Như thế này là hàng lậu hay gì? Thực ra lậu hay không thì bọn em buôn bán thì nói thật với anh là bọn em chỉ biết là nhập các đầu mối nó đổ về đây. Thế người ta phải xuất hóa đơn cho mình. Xuất hóa đơn chỉ biết hóa đơn bán hàng. Ghi nhận tại một số cơ sở chuyên cung cấp sản phẩm đồ điện Trung Quốc không rõ nguồn gốc, nhà sản xuất cho các cơ sở bán lẻ trên toàn địa bàn tỉnh ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, xã Vân Du, huyện Ân Thi mới thấy sự sôi động của hàng hóa nhập lậu. Hiện nay, ngoài các sản phẩm quạt hơi nước và một số thiết bị làm mát trôi nổi thì có rất nhiều những cơ sở kinh doanh buôn bán hàng lậu, hàng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhiều nơi mặc dù chúng tôi đã phản ánh, đơn vị chức năng cũng đã đi kiểm tra xử lý và yêu cầu cơ sở kinh doanh không tái phạm, nhưng tình trạng vi phạm vẫn không được ngăn chặn. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với chủ đề chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân, mục tiêu của lễ ra quân hướng tới là nhằm đảm bảo phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan bảo hiểm xã hội, bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Được biết, hiện tỉnh Hưng Yên có gần 8.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 4% trong tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội. Tại buổi ra quân, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tuyên truyền cho người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, quyền và lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hưng Yên phấn đấu đến hết năm 2020 đạt trên 10.000 người tham gia bảo hiểm tự nguyện, thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội mà nghị quyết số 28 khóa 7 của Đảng đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm tháng 5 và tháng 6 là cao điểm của dịch viêm não Nhật Bản B, sốt xuất huyết, tay chân miệng, nhất là khi học sinh bắt đầu quay lại trường học sau thời gian dài nghỉ dịch COVID-19. Thời tiết nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do vậy, người dân cần đề phòng các bệnh do thời tiết nắng nóng gây ra. Bác sĩ khuyên các bệnh nhân cần uống đủ nước, hạn chế uống nước ngọt, nước có cồn và ga, duy trì chế độ ăn khoa học phù hợp, tuyệt đối không nên ra nắng nóng quá lâu, lưu ý từ 10 giờ đến 16 giờ, đây là khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất trong ngày. Với người cao tuổi, dù nắng nóng vẫn cần giữ thói quen luyện tập, tuy nhiên không nên vận động gắng sức hay tập luyện dưới trời nắng và cần duy trì chế độ thuốc theo đơn thuốc. Nếu cơ thể có sự thay đổi bất thường thì cần liên lạc với bác sĩ điều trị để kịp thời thăm khám tư vấn điều trị. Còn trẻ em sẽ phải đối mặt với nhiều các loại bệnh truyền nhiễm, trong đó tiêu chảy là bệnh nguy hiểm. Ngoài việc vệ sinh sạch sẽ cơ thể, chỗ ăn ngủ, vui chơi, đồ trẻ chơi, bác sĩ khuyến cáo giải pháp hiệu quả phòng bệnh tiêu chảy là ăn chín, uống chín. Ngoài ra, cha mẹ nên thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng cho trẻ, trong đó có vaccine ngừa tiêu chảy để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.